Rồi ok, con này là con cắt mè, cắt cỏ voi, cắt lúa gì đó nha anh em. Nói chung là nhỏ, rất là gọn luôn. Anh em nào nuôi trang trại bò gì, không phải trang trại mà dài con bò á, dài con bò khoảng 12 30 bò gì đó thì anh em mua về cắt cỏ voi ha, cắt cỏ voi xong rồi vác vô cho bò nó ăn. Đó thì nói chung là đỡ công việc, đỡ cái sức lao động ha. Con này thì còn khá đẹp luôn, đẹp hơn 90%. Đây. Nè anh chị thấy không? Máy là máy OHV GM132. Đó, con này công suất 4 ngựa ha, Mitsu. Máy xéo ốc tán 7 màu. Đó, lớp nè. Lớp là còn ga gió luôn, không có răng nứt đâu nha anh chị nha. Bao cho anh chị máy đẹp chín hơn 90%. Đó. Nè 4.PS. Ừ, lớp nè, đẹp không? Đó, ốc nè. Ốc là 7 màu, ốc 7 màu từng con ha. Đó, rất đẹp, đẹp xuất sắc. Rồi, anh chị nào quan tâm liên hệ em nhé. Số điện thoại 0835585589, địa chỉ thị trấn Thành Mỹ, huyện Đương Dương, tỉnh Lâm Đồng. Vì con máy này thì nó cũng nhỏ gọn nên là nói cũng không biết nói gì nhiều. Nó chỉ chừng đó thôi nha anh chị nha. Đó thì chỗ nào đẹp thì quay cho anh chị xem đó. Nói chung một con xe thì rất là đẹp luôn, đẹp toàn diện ha. Rồi nói chung nó đã đẹp như vậy thì tất nhiên nó phải ngon rồi. Đó rồi, chị nào quan tâm liên hệ nhé. Rồi mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.